Thưa sư, con có xem trên mạng có hai vị sư thầy bên Bắc truyền rất nổi tiếng nói về việc lập bàn thờ ông bà cùng hướng với bàn thờ Phật. Có vị nói là không nên để cùng hướng mà nên để bàn thờ ông bà xoay vuông góc với bàn thờ Phật. Để các thầy có xá thì cũng không xá ông bà, như vậy sẽ làm ông bà tổn phước. Còn một vị thì nói việc này các thầy xá ông bà cũng coi là chuyện bình thường, như thầy vào nhà gặp ông bà còn sống các thầy cũng chào ông bà thôi. Con thấy hai vị đều là những vị nổi tiếng và con cũng cảm thấy hai vị đều là những người tu học uyên thâm và trang nghiêm. Vậy tình huống này con nên nghe ai là được? Mong sư giải đáp. Câu số 2, thưa sư, gia đình con truyền thống đều là gia đình Phật giáo từ Huế vô theo Bắc truyền, và nơi con sinh ra và lớn lên hầu như không có chùa Nam Tông nào. Và con cũng sinh hoạt gia đình Phật tử, có rất nhiều cơ hội để con phát nguyện quy y Tam Bảo. Nhưng mỗi lần có đợt phát nguyện, con đều vì một lý do nào đó lại không có duyên tham dự được và vẫn chưa chính thức trở thành đệ tử Phật. Nay con biết được thầy Thiện Tuệ và sư con rất mến mộ, con mong muốn được một trong hai vị quy y Tam Bảo cho con, nhưng vì nhà xa và cũng sợ hai vị nhiều Phật sự nên con không biết làm cách nào để được hai vị quy y Tam Bảo cho con. Thầy Thiện Tuệ con đã biết đến từ cách đây 5 năm và con cũng mới biết sư cách đây hơn 1 năm. Con thấy rằng cả hai vị đều thuyết pháp bằng cách dẫn chứng dựa trên lời Phật dạy, và con cảm thấy rất thích hợp, rất thuyết phục, bởi vì hiện tại giáo lý Phật rất nhiều sự tranh cãi, Bắc truyền và Nam truyền. Con đã rất nhiều lời theo Bắc truyền từ nhỏ và luôn luôn tôn kính các vị Bồ Tát Quan Âm, Phật Di Đà, nhưng con vẫn chọn lọc ngay những gì hợp lý và hoài nghi về những gì bất hợp lý. Vậy nên trong lòng con chỉ muốn mong muốn hai thầy quy y cho con. À rồi thôi, cái số 2 rốt cuộc nó lại không phải là câu hỏi. Sư trả lời cái câu hỏi ha. Thì cái chuyện là người tu thì có sát lại ông bà hay không, thì nó làm sư nhớ đến ở bên Công giáo họ có một cái câu chuyện cười là cái con lừa nó kéo cái tượng Đức Mẹ Maria, nó kéo xe kéo cái tượng Đức Mẹ Maria qua một cái ngôi làng. Thì người ta người dân á, lễ lại và nó cảm thấy rất là hãnh diện và nó dừng lại để nó hưởng thụ cái sự lễ lạy của người khác. Thì cái người mà gọi là cái người nài á mới đánh đánh cái con lừa đó và chửi nó là đồ con lừa. Người ta lễ Đức Mẹ Maria chứ phải để lợp chứ có phải lễ mày đâu. Cái mà sư muốn nói đây là cái gì? Tức là khi mà quý vị có để cái tượng Phật cùng hướng với ông bà đi nữa thì sư đưa cái hình ảnh đó, nhiều người họ lại nói là mất công coi ông bà như mấy con lừa nữa, khổ khổ vậy mới chết chứ. Thì nói như vậy nè, các sư các thầy có lễ thì cũng là lễ Phật chứ đâu có phải lễ ông bà. Còn nếu như mà ông bà mà nhận thì ông bà tổn phước, nhưng mà rõ ràng là đâu có lễ ông bà đâu, ông bà nhận chi nhá. Đó, nó làm suy nhớ tới một cái sự kiện là có một có những cái có những vị sư ấy, là họ vị đó rơi vào cái thế là phải người ta dùng cái quyền lực của người ta đó bắt vị sư đó là phải quỳ lạy. Từ thời Đức Phật lận kề chứ không phải là cho tới bây giờ đâu. Thì thời nào xuyên suốt lịch sử thì cũng có một vài thế lực thì bắt một cái vị tu sĩ quỳ lạy họ. Thì trong trường hợp đó đó, đây là một cái mẹo của các sư ha. Đó là các sư khi mà đảnh lễ quỳ lạy họ đó, thực tế mà nói là các sư nhắm mắt lại quán tưởng
Đức Phật ở đằng trước. Và khi đó vị đó chắp tay đảnh lễ Đức Thế Tôn. Vị đó không hề đảnh lễ cái con người mà đang đứng ở đó. Thành ra là có một vài trường hợp quý vị thấy mình gọi là cái bảo mạng, rồi người ta thấy ông sư Nam Tông mà đi lễ lạy cái người này, lễ lạy người kia, rồi họ bắt đầu họ chỉ trích, họ chửi. Thực tế là tại vì họ không biết. Bởi vì đây là cái mẹo của các sư. Tại vì quý vị biết là sinh hoạt thì đôi khi là rơi vào cái thế, rơi vào cái thế, hoặc là người ta dùng cái quyền lực, người ta bắt mình phải lạy thì ok thôi. À, thì anh muốn tôi quỳ tôi lại thì ok thôi. Tôi chắp tay, tôi quán tưởng Đức Thế Tôn ở trước mặt tôi và tôi quỳ tôi lại Đức Thế Tôn. Vị sư chỉ đơn giản là lễ lại Đức Thế Tôn. Còn nếu như có một ai đó ở phía trước mặt mà họ nghĩ rằng là người cái ông sư đó đang lễ lại mình, thì đó là sự tai hại cho chính vị đó. Chính bởi vì như vậy đó, hai vị thầy thì mỗi vị một ý thôi, và sư thì cũng có cái ý của sư. Đó là quý vị có để đó thì cũng vậy. Bởi vì cái chính là vị sư hoặc vị thầy á, lễ là lễ Đức Thế Tôn chứ không phải là lễ ông bà, nhớ giùm. Còn quý vị có thể thấy là các sư á, ha, các sư gặp người này người kia mà các sư chắp tay, hoặc các thầy á, chắp tay, thì xin thưa cái chuyện mà chắp tay cũng không phải là để lễ lạy quý vị đâu, mà chắp tay như vậy là một cái gọi là một cái cử chỉ gọi là chào hỏi nhau thôi. Nó là một cái giống như một cái phong tục đó. Thay vì người ta là gặp nhau người ta bắt tay nha, phương Tây thì người ta gặp nhau người ta bắt tay, nhưng mà từ cái hồi dịch Covid đó, thì người ta bây giờ người ta lại thấy một cái rất là hay là gặp nhau người ta chắp tay. Cái sự chắp tay như vậy đó là chào. Không tin qua bên Thái Lan á, người ta chào. Còn khi á mà lễ là lễ như vậy nè, quý vị học ở bên Cam á, ở bên Cam thì họ lễ như vậy. Thì nếu như á mà lễ á, là họ để trên mặt này nha. Xin nhớ để coi coi, hình như là cha mẹ thì để ở đây, cha mẹ là để ở đây, cái ngón cái nè là ngay ngay chỗ cái càm, để ở đây đó. Rồi lễ ông sư á, lễ mấy ông sư á, là lễ ở đây, cái ngón cái á, là ngay chỗ cái mũi đó, lễ ông sư là lễ ở đây. Còn lễ Phật á, là lễ ở đây, cái ngón cái là để lên trên đầu đó, lễ Phật là lễ ở đây. Còn chào nhau á là chào ở đây. Cho nên là nhiều khi quý vị thấy mấy ông sư chắp tay thì cũng chào thôi chứ cũng không có gì hết á. Và không biết là cái này thì sư Tuệ Tường có cái kinh nghiệm mà chia sẻ gì hay không? Dạ kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, trước khi mà sư trả lời cũng là trả lời vô thẳng vấn đề này, cũng sư không đọc lại câu hỏi ha, tại vì đức Thanh Tại cũng nói câu hỏi này rất là rõ à. Mà suy nghĩ con điều rằng á, một điều là bản thân suy nghĩ á, là câu hỏi này, câu hỏi số 1 này nè, của cái vị hỏi tên Thắng Huỳnh này nè, theo suy nghĩ là câu hỏi này là không chỉ riêng thắc mắc của cái vị này, của cái vị này đâu, mà là chắc rất là nhiều người á. Thì vấn đề sư thấy vấn đề này nè, ở trên các mạng xã hội á, tranh luận rất là nhiều, nên thờ cúng sao cho đúng cho sai, trên nào là đúng nào là sai, và nên theo thầy này, nên theo thầy kia, nên theo sư này sư kia, như vậy mới đúng, như vậy mới sai. Tôi nghĩ là câu hỏi này là một, tôi đánh giá câu hỏi này cao á, tại vì câu hỏi này chắc sẽ sau khi mà sư phải Đức Hạnh Tuệ giải đáp á, sẽ giúp được nhiều quý vị á. Đây là một câu hỏi hay. Thì riêng phần gợi ý của sư trả lời câu hỏi á, đầu tiên á, bản thân sư cũng xác nhận á, khi mà hai vị thầy mất truyền này trả lời câu hỏi này nè, là thì bên sư sẽ nói là không có vị nào đúng, không vị nào sai nha, phải nói rõ nha, không vị nào đúng và cũng không vị nào sai hết, đúng không? Còn ở đây á, mà đúng sai á, quý vị muốn biết á, muốn hiểu rõ câu hỏi này, muốn rõ đúng sai á, thì bây giờ á, là mình thôi giờ mình thờ cúng đi, gọi là chung chung là vấn đề mà gọi là làm sao để thờ cúng á, ông bà thờ cúng các kiểu đi theo đúng là Phật dạy á, thì sư có một cái lời khuyên là như vậy. Quý vị nên dành thời gian, chịu khó nha, cái này chịu khó đi,
nhưng mà thật sự chịu khó này có phước thì phước báo rất là nhiều. Quý vị trực tiếp đọc trong kinh Tạng này, bài kinh trong kinh Trường Bộ á, giáo thọ kinh giáo thọ Thi Ca La Việt, thì nếu quý vị á, đọc một cách chậm rãi, quý vị có sự tư duy tư duy về bài kinh đó, thì quý vị sẽ hiểu rõ cái tinh thần á, trong tinh thần mà Đức Phật ngài truyền tải đến cái thanh niên đó, thanh niên trong bài kinh đó, nên thờ cúng, nên cung kính, nên thờ cúng, nên thậm chí nên cung kính đó. Đúng theo tinh thần được Phật dạy là như thế nào. Còn nếu quý vị mà lỡ quý vị đọc qua, quý vị có những điều này, điểm này thắc mắc, thì quý vị có thể gửi lại câu hỏi về cũng thắc mắc trong bài kinh đó, gửi lại câu hỏi ở đây quý sư sẽ vấn đáp. Thì đó là lời khuyên quý sư, điều mà thần sư. Và một lần nữa sư cũng xin nhấn mạnh lần nữa là khuyên quý vị nên dành thời gian đọc chánh kinh trong kinh Trường Bộ Kinh, bài kinh số 31, đó là kinh Giáo Thọ Ca Thi La Việt. Quý vị đọc một cách chậm rãi, suy tư, thì quý vị sẽ hiểu theo đúng tinh thần là Phật dạy, là cái vấn đề mình nên thờ cúng, mình nên nên cung kính, thờ cúng ông bà như thế nào, thì mình sẽ rõ ra. Để bản thân, vì bản thân suy nghĩ, suy đọc bài kinh đó, suy ngộ ra nhiều điều, đúng không? Về biết, suy hiểu về cái vấn đề mà thờ cúng, cung kính, nhiều khía cạnh. Thì cũng mong quý vị sẽ hiểu điều đó. Còn nếu quý vị chưa hiểu thì quý vị gửi câu hỏi đến cho quý sư. Và cũng xin kết thúc cái câu chuyện. Trời đất ơi, sư nói như vậy chết ta không? Đó, thì tức là bây giờ muốn biết thì đọc kinh, mở kinh ra coi. Nhưng mà nếu như mà nói ngắn gọn á, thì sư lại có một cái lời khuyên như vậy, là cũng thôi thì mình để mình tránh một số vị đến sẽ lúng túng đi ha. Thì mình cứ tách ra, mình để bàn thờ Phật riêng, rồi bàn thờ ông bà riêng, mình tách ra. Tại vì nếu mà mình tách ra như vậy thì một số vị không có khéo thì các vị đó cũng sẽ không lúng túng. Thì mình nghĩ coi như là mình gặp chung hai cái đó lại, thì mình thấy là như vậy thì mình tách ra thì sao cũng được đó. Người nào muốn lại ông bà thì lại, mà muốn lại Phật thì lại, thì nó sẽ dễ hơn. Còn cái câu số 2 á, thì xin thưa là nhớ dùm sư một chuyện, sư nói bao nhiêu lần rồi, quy y á, là quy y với Tam Bảo, chứ không phải quy y với cá nhân một vị sư nào, một vị thầy nào. Cho nên á, là dù cho một vị sa di 7 tuổi thì vẫn có thể cho quý vị quy y được. Chứ đừng có nghĩ là tôi quy y với vị thầy này, tôi quy y với vị sư kia, thì như vậy nó rất là kẹt. Nó giống như quý vị đi tới ngân hàng á, là quý vị gặp cái người giao dịch viên nào cũng được, bởi vì cái người đó, đó họ đại diện cho cái ngân hàng. Chứ không phải là mình nói là tôi làm việc với cái anh giao dịch viên, tôi làm việc với cái anh Nguyễn Văn A này, tôi gửi tiền, tôi gửi tiền cho ảnh, chứ tôi không có gửi tiền cho ngân hàng, thì không phải. Cho nên chúng ta hiểu như vậy đó, chúng ta sẽ thoáng hơn trong cái vấn đề là mình tìm cái người làm lễ quy y cho mình. Và xin qua cái câu hỏi tiếp theo.